Khung nhìn và mặt cắt được sử dụng trong rất nhiều việc. Trình bày bản vẽ công trình, thể hiện các chi tiết và hơn thế nữa. Bạn có thể tạo chúng trực tiếp trong cây thư mục bản vẽ. Lựa chọn mọi cài đặt, xác định hướng và tạo mặt cắt. Nhìn đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể tạo chế độ xem và mặt cắt trực tiếp trong tệp bản vẽ. Tại đây cung cấp rất nhiều khả năng. Chế độ xem có thể được xác định tự do hoặc trong khu vực. Nhờ vậy, người dùng có thể làm việc với các cấu kiện và thành phần phức tạp dễ dàng hơn. Khi tạo mặt cắt, bạn có thể tự do tạo mặt cắt dọc hoặc ngang. Mỗi mặt cắt có thể được xem và render dưới dạng hoạt ảnh. Chúng cũng có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Nhãn và đường giống kích thước cũng có thể điều chỉnh. Bạn có thể thêm hoặc xóa cấu kiện. Bạn cũng có thể thực hiện với những mặt cắt phức tạp hơn với các bước nhảy dọc và ngang. Trong hai video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các lựa chọn trực quan hóa trong OnPlan.